Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với bản tin nóng kinh doanh ngày 16 tháng 5. Đừng quên bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những thông tin kinh doanh mới nhất trong 24 giờ qua nhé. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Chứng minh thư, ảnh selfie của hàng nghìn người Việt bị rao bán, thủ phạm chính là P-Network. Thế giới di động nhảy vào bán xe đạp. Tin xấu bủa vây, bong bóng Bitcoin liệu có sụp đổ. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và thương vụ tỷ đô lớn nhất Việt Nam kể từ năm 2017. Đứng nhất một quận còn hơn là về nhì, về ba cả thành phố. Chiến lược khó chịu của Bermin khiến cho các đàn anh Club và Now cực kỳ ức chế khó chịu. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Chứng minh thư, ảnh selfie của hàng nghìn người Việt bị rao bán, thủ phạm chính là P-Network. Một người đang rao bán hơn 17GB dữ liệu cá nhân của người dùng Việt Nam trên một diễn đàn. Theo người này, số dữ liệu bao gồm tên, ngày sinh, ảnh đại diện, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ email, số điện thoại, số chứng minh thư, ảnh mặt trước chứng minh thư, ảnh mặt sau chứng minh thư và ảnh video selfie. Số lượng người Việt bị đánh cắp thông tin thì không được công bố. Tuy nhiên, nếu như dựa trên số lượng file, con số này có thể chạm ngưỡng gần 10.000 người. Mức giá để sở hữu số dữ liệu này là 9.000 đô la Mỹ, tức là tương đương khoảng 207 triệu đồng. Điều đáng quan tâm theo tuyên bố của người đăng thông tin, 17GB dữ liệu này được thu thập từ P-Network, một ứng dụng đào tiền điện tử thu hút được nhiều sự quan tâm của người Việt trong thời gian qua. Theo suy đoán thì đây có thể là những dữ liệu từ quá trình KYC, Know Your Customer của P-Network. KYC là một thủ tục thường thấy đối với các ứng dụng tài chính, khi mà bên cung ứng dịch vụ sẽ yêu cầu người dùng cung cấp một vài thông tin cá nhân nhằm xác định danh tính. Thế giới di động nhảy vào bán xe đạp. Thế giới di động đã khai trương hai cửa hàng bán xe đạp tại các quận vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực bán xe đạp được đặt dưới mái hiên của hai siêu thị Điện Máy Xanh hiện hữu. Các loại xe đạp được bày bán đa dạng chủng loại, bao gồm xe đạp leo núi, xe thể thao, xe thành phố, xe trẻ em. Giá bán trung bình mỗi mẫu xe khoảng 3 triệu đồng. Trong đó thì xe đạp trẻ em hiện đang có mức tiêu thụ rất tốt. Các thương hiệu được lựa chọn bán tại chuỗi này gồm có Giant, Martin 107, Asama, Thống Nhất và các hãng khác. Trong thời gian tới, Thế Giới Di Động sẽ mở thêm khoảng 10 cửa hàng khác. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh sẽ có các cửa hàng tại khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu. Như vậy, liên tiếp trong vài năm qua, chuỗi bán lẻ công nghệ chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam đã thử nghiệm khá đa dạng mặt hàng trong bối cảnh nhu cầu mua điện thoại bão hòa. Công ty này đã từng thử nghiệm bán mắt kính nhưng đã dừng lại. Riêng mảng đồng hồ thì vẫn đang phát triển. Tâm lý sợ bị bỏ lỡ tràn ngập thị trường tiền mã hóa Việt Nam. Hầu hết các nhà đầu tư cho rằng việc những người nổi tiếng quảng bá lộ liễu cho tiền mã hóa có thể tạo ra tâm lý FOMO, tức là hội chứng sợ bị bỏ lỡ cơ hội trên thị trường coin. Ninh Đỗ, nhà sáng lập cộng đồng tiền điện tử TradeUp, khẳng định: những người mới nếu chưa có kinh nghiệm sẽ nghĩ đó là cơ hội và nhảy vào cuộc chơi một cách bất chấp. Họ không biết rằng giá của đồng coin đó đã tăng từ 100 đến 1.000 lần so với lúc ban đầu. Tạo FOMO cho thị trường là hành động đáng lên án. Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần khẳng định Bitcoin và các loại tiền mã hóa tương tự không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp. Theo đó, việc phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin và các loại tiền mã hóa là phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Không chỉ có vậy, việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền mã hóa như là một loại tài sản tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật thừa nhận hay là bảo vệ. Tin xấu bủa vây, bong bóng Bitcoin liệu có sụp đổ? Giá của Bitcoin vẫn đang chật vật lấy lại mốc 50.000 đô la Mỹ trên đồng sau khi mà Elon Musk tuyên bố hãng xe điện Tesla sẽ tạm dừng chấp nhận thanh toán bằng đồng Bitcoin. Tính đến 14 giờ ngày 14 tháng 5 2021 theo giờ Việt Nam, theo dữ liệu của CoinDesk, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới được giao dịch quanh ngưỡng 49.997 đô la Mỹ trên đồng. Giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt con số 935 tỷ đô la Mỹ, giảm 145 tỷ đô la Mỹ so với mức trước khi mà Elon Musk ra thông báo. Các loại tiền mã hóa khác cũng đồng loạt sụt giá. Giá của Ether chưa thể lấy lại mốc 4.000 đô la Mỹ trên đồng. Chuyên gia tài chính Edward Moyer tại hãng tư vấn All Under Mỹ nhận định rằng chìa khóa để Bitcoin tăng giá là các doanh nghiệp lớn của Mỹ chấp nhận Bitcoin như là một hình thức thanh toán hoặc là đặt cược vào khả năng lưu trữ giá trị của đồng tiền.
Tuy nhiên, điều đó sẽ khó xảy ra trong ngắn hạn khi mà giới đầu tư vẫn đắn đo về lượng khí thải carbon do hệ thống Bitcoin tạo ra. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và thương vụ tỷ đô lớn nhất Việt Nam kể từ năm 2017. Bloomberg đưa tin Masan Group đang lên kế hoạch cho mảng thức ăn chăn nuôi của mình, bao gồm cả việc bán cổ phần cho một đối tác chiến lược. Masan cũng đang cân nhắc về việc có thể phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mảng thức ăn chăn nuôi. Các nhà quản lý của Masan Midlife thì cho rằng công ty đang bị thị trường đánh giá dưới giá trị thực. Nguồn tin nói rằng các cuộc thảo luận đang ở giai đoạn đầu và chưa chắc chắn dẫn đến bất kỳ giao dịch nào. Đại diện của Masan Group cũng từ chối bình luận. Theo dữ liệu của Bloomberg, thương vụ trị giá 1 tỷ đô la Mỹ sẽ là lớn nhất Việt Nam kể từ năm 2017 khi mà Việt Nam F&B Alliance Investment mua lại 54% cổ phần Sabeco với giá 4,4 tỷ đô la Mỹ. Đứng nhất một quận còn hơn là về nhì về ba cả thành phố. Chiến lược khó chịu của Bermin khiến cho các đàn anh Crop và Nam cực kỳ ức chế khó chịu. Mới đây nhất, chiến dịch marketing qua các biển quảng cáo ngoài trời của Bermin đã được nhiều người tán thưởng nhờ vào việc câu từ thú vị, thông điệp rõ ràng và mang tính chất địa phương hóa cao. Nhận định về chiến lược của Bermin, tác giả Hạo Nguyễn viết trên tờ Diễn đàn Doanh nghiệp rằng một chiến lược hay và khó chịu. Đây quả là một chiến lược hay và cực kỳ khó chịu cho những đối thủ của Bermin. Bermin sẽ đứng nhất một quận thay vì đứng hạng nhì hoặc hạng ba ở tất cả các quận. Điều này khiến cho những đối thủ của họ sẽ rất khó chịu. Toàn bộ lực lượng của Bermin tập trung tấn công chỉ một điểm. Nếu như chỉ Crawford hoặc Now dồn toàn lực để bảo vệ địa phương đó, họ sẽ bị ông lớn còn lại đe dọa toàn bộ thị phần các địa phương khác. Nếu như không cộng dồn toàn lực, từng địa phương sẽ rất khó ngăn cản nước đi cơ hội của Bermin. Bỏ thị trường đại trà để đánh vào từng ngách địa lý là một chiến lược bất hủ ứng dụng vào một lĩnh vực mới mẻ. Tất cả sẽ tạo nên một cuộc chơi thú vị trong ngành giao thức ăn trực tuyến tại Việt Nam. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại.